dưới đệm của mẹ à? Hôm nay ngày bao nhiêu? Hôm nay là em được 3 tháng 12 ngày. 3 tháng 12 ngày mới lẫy. 102 ngày tôi mới lẫy. Ôi cái mặt kìa. Tôi lẫy xong tôi mỏi quá, tôi không được ngẩng mặt lên nữa. Cái mặt kìa. 3 tháng 12 ngày tôi mới thèm lẫy đây.